Ok anh em nhá. Mình lại tiếp tục chơi chế độ sách phép tối thượng. Để anh em xem món Kaelor bán thanh trừng của Lucian này. Xem Kaelor bán thanh trừng nha. Xem con tê giác của Ally slain. Fear the cursing fire. Thanh trừng nhìn trông chuối nhỉ, hơi yếu thì phải. On wings of fire, bottom of earth under attack. Enemy slain.
First turret destroyed. Turret lost. Truth, guide my sword. Enemy slain. Chọc yếu như con chó ấy, còn thật đeo vào chứ. Để lấy chiêu cuối này hoàn thua anh em ạ, yếu lắm. Where there is evil, I shall go. Kneel before the light. Middle turret is under attack. Enemy turret destroyed. Fit nhiều quá nó bé tí này. Pay for your sins.
unstoppable. Enemy turret destroyed. Judge. Where there is evil, I shall go. Double kill. Killing spree. Emotions are a weakness.
Truth guide my soul. Xong game rồi. Inhibitor turret is under attack. Em còn biết nó kéo chí quá.